chào mọi người quay trở lại với kênh YouTube của Alphard Coder. Một sự mở đầu rất là quen thuộc, nhưng mà thực sự ngoài câu này ra thì mình không còn câu nào để nói cả. Trong phân khúc laptop gaming thì có rất là nhiều các mẫu laptop đẹp, nhưng mà thực sự gây ấn tượng và khiến mình có thể nhớ được cái tên ngay từ lần đầu tiên nghe thấy thì chỉ có Alienware. Và Alienware thì luôn là một dòng sản phẩm cao cấp với thiết kế sang xịn mịn, mang xu hướng cực kỳ hiện đại và tương lai. Dell Alienware M15R6 thì sẽ là mẫu laptop của video ngày hôm nay. Thuộc phân khúc laptop cao cấp của Dell thì hầu hết những ai sở hữu Alienware thì đều chú trọng vào thiết kế hơn hiệu năng. Mặc dù thì hiệu năng không khua kém bất kỳ mẫu laptop gaming nào cả, nhưng mà thật sự thiết kế mới chính là điều mà rất là nhiều người chọn mua Alienware. Về thiết kế năm nay thì đã thay đổi khá là nhiều so với năm ngoái, thế nhưng mà điểm đặc trưng nhất thì vẫn là logo hình người ngoài hành tinh vẫn được bố trí khéo léo ngay chính giữa phần nắp máy. Phía bên trong máy này thì sẽ là nút nguồn cũng là hình người ngoài hành tinh luôn. Và khi bật máy lên sử dụng thì hai chiếc logo này cũng sẽ sáng và nhìn cực kỳ đẹp cũng như là thu hút. Ngoài ra thì logo của máy các bạn còn thấy được ở trên chiếc sạc nữa. Nói chung là cực kỳ tinh tế và tỉ mỉ khi lồng ghép thương hiệu vào từng chi tiết nhỏ của máy. Các yếu tố khác nổi bật như là khe thoát gió tản nhiệt tổ ong ở phía dưới đáy máy này, hay là dải LED RGB chạy quanh gờ sau cũng giúp hoàn thiện và làm nổi bật lên chiếc Dell Alienware này. Toàn bộ máy thì sẽ được phủ lớp sơn lì màu đen than chì, sờ vào thì rất là thích tay và cực kỳ ít bám mồ hôi tay. Máy thì có dáng dấp như là một chiếc chiến hạm vậy, mức độ hoàn thiện thì luôn ở mức cao, sự chắc chắn và bền bỉ thì Dell luôn là một hãng mang lại cho người dùng sự tin tưởng. Và với trọng lượng khoảng 2,7kg thì Alienware khá là nặng để các bạn có thể mang theo. Thế nhưng mà bù lại thì với một thiết kế đẹp này, một hiệu năng tốt thì mình nghĩ cũng sẽ rất là xứng đáng. Vì nếu mà laptop gaming mỏng thì hệ thống tản nhiệt cũng sẽ bị hạn chế khá là nhiều. Nhắc đến hiệu năng thì Alienware sẽ sở hữu là Intel K71800H 8x16 luồng với tiến trình là 10 nanomet Superfin thì sẽ giúp đem lại nhiều hiệu quả xử lý hơn so với thế hệ tiền nhiệm là M15R4 chạy chip là Core i9-10980HK và nhỉnh hơn so với cả Ryzen 7 5800H của AMD nữa. Và với người dùng thì thường xuyên phải làm với các tác vụ nặng về CPU như là render hình ảnh bằng Lightroom Classic này hay là Blender thì đây sẽ là một ưu điểm đáng để các bạn cân nhắc. Đồ họa rời thì sẽ là NVIDIA RTX 3060 đi kèm với cả công nghệ Max-Q thế hệ thứ 3 của NVIDIA, sẽ bao gồm hỗ trợ là Dynamic Boost 2.0 để xử lý các tác vụ đồ họa. RAM 32GB thoải mái sử dụng và 1TB SSD sẽ cho dung lượng lưu trữ cực kỳ lớn. Và cùng xem qua phần test hiệu năng nhé. Màn hình này thì là màn hình 15,6 inch Full HD, tần số quét lên đến là 165Hz. Thì qua phần test hiệu năng các bạn cũng có thể thấy được là chơi game ở mức 2 setting mà FPS vẫn giữ được ổn định. Màn hình thì cũng là một yếu tố quyết định, đây không chỉ là một mẫu laptop chuyên để chơi game mà còn có thể dùng để làm việc với chất lượng hiển thị khá là tốt, 100% sRGB, 76% Adobe RGB và độ tương phản màu sắc cũng khá là sâu. Thế nên là các công việc liên quan đến hình ảnh, màu sắc, Alienware vẫn có thể đáp ứng được tốt trong tầm giá ở đây là hơn 60 triệu đồng. Với Alienware M15R6 này thì Dell cho ra mắt bàn phím cơ Cherry MX với tùy chọn ánh sáng là Alien FX cho mỗi phím thông qua phần mềm với tên gọi là Alienware Command Center. Và không phải nói nhiều về bàn phím trải nghiệm gõ siêu thích thì đây cũng là phiên bản gần như là cao cấp nhất được trang bị bàn phím cơ. Và nếu như các bạn muốn một mức giá thấp hơn thì các bạn có thể chọn bàn phím thường nhé.
Phần touchpad thì cho trải nghiệm di tốt nhờ bề mặt phủ kính. Kích thước thì có hơi nhỏ, thế nhưng mà rất là thoải mái để có thể sử dụng được. Nhưng mà xét đến phương diện laptop gaming thì mình nghĩ đây sẽ không phải là một vấn đề gì quá là lớn. Các bạn vẫn sẽ sử dụng trượt rời để có thể trải nghiệm tốt hơn. Cổng kết nối thì chúng ta sẽ có là 3 cổng USB Type A, 1 cổng Type C, 1 cổng HDMI, cổng mã lan RJ45, 1 jack audio combo và cổng nguồn sẽ trải đều xung quanh máy. Nhắc lại về mức giá thì với hơn 60 triệu đồng, thực sự với vô vàn các mẫu laptop gaming ngoài kia, Alienware thì vẫn là một chiếc laptop gaming đáng mơ ước của rất là nhiều các anh em game thủ. Và nếu như muốn sở hữu thì đường link sản phẩm sẽ ở ngay phía dưới để cho mọi người có thể click vào và dẫn nó về nhà nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là An Phát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.